Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách làm tôm hùm nướng bơ tỏi nha mọi người nhé. Thì đây là hai con tôm hùm Ellie mới đi chợ mua về, nên là bây giờ Ellie sẽ hướng dẫn. Thì đây là tôm hùm Ellie mới đi mua về. Thì hiện giờ tình hình dịch bệnh nên là vì vậy nên là đầu biển rất là rẻ. Tôm hùm chỉ còn 59 đồng một ký thôi mọi người ạ. Thì cái những cái con này vẫn chưa được 1 ký, thì Ellie mua hai con tầm khoảng 110 đô, 120 đô đó, thì tầm khoảng 1,6 triệu Việt Nam, 1,6 triệu tiền Việt hai con này đó. Thì bây giờ Ellie sẽ cắt ra làm đôi để mình sẽ chia ra làm 5 đôi để mình sẽ làm nướng bơ tỏi nha mọi người nhé. Thì tôm này thì khi mà mua người ta đã luộc sẵn rồi mọi người ạ, nên là mình cũng làm rất là nhanh thôi. Sau khi cắt ra làm đôi xong, mình sẽ để vào một cái khay và cho giấy bạc lên nha mọi người nhé, để chuẩn bị cho vào nướng. Thì đây là tôm mình đã quét bơ tỏi rồi nha mọi người. Bây giờ mình chuẩn bị mở lò nướng ra để nướng ha. Thì mình sẽ nướng 180 độ vào trong vòng 15 phút, tại vì tôm này thứ nhất là nó cũng người ta luộc rồi, bây giờ mình chỉ có ấy lại thôi ha. Vậy là xong rồi đây mọi người, mời mọi người cùng ăn cùng mình nha.